Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng hôm nay giác nhàn chia sẻ pháp ngữ thi kệ lời vàng tốt yếu của Tổ sư Ấn Quang và A Di Đà Phật. Cho người ta cái câu Phật hiệu người ta niệm, dạy cho người ta biết tin nhân quả còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Mà muốn dạy cho người ta thì buộc mình phải là thông giáo, mình phải làm cho bằng được thì mình mới ảnh hưởng đến người khác được. Chứ còn mà khẩu giáo nói thôi mà mình không làm thì có sự tranh cãi với nhau. Hôm nay thầy Minh lên đọc thi kệ tốt yếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc pháp ngữ lời vàng thi kệ tốt yếu của Tổ sư Ấn Quang. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp ngữ lời vàng thi kệ toát yếu của Đại sư Ấn Quang, Tổ Tịnh Độ Tông thứ 13, khuyên chuyên cậy vào Phật lực. Ấn Quang tôi du hóa từ Nam Bắc đến Tây Đông, duyên đưa đẩy cùng muôn người qua lại, gặp gỡ nhiều kẻ xưng tinh thông tông phái, khinh thường Tịnh Tông như tà mị giáo môn. Lúc lâm chung, thân run rẩy, miệng cuống cuồng, kẻ thì kêu khóc, gào cha gọi mẹ. Quan tôi cũng gặp những người lặng lẽ niệm Phật danh lúc sắp bỏ xác thân, dù hạnh nguyện chưa đến được chỗ tận cùng, tướng lành không hiện nhưng an nhiên quá vãng. Bởi vì sao? Tâm như nước hồ sóng yên gió lặng, niệm Phật danh vọng thức chẳng trào dâng, không giống như người chới với giữa sóng thần. Thiếu định tuệ mặc phong ba cuồng nộ, có kẻ ngu cho rằng lăng nghiêm phá trừ Tịnh Độ. Người tinh thông biết kinh pháp tương đồng, buổi mạt thời mấy ai chứng được viên thông. Riêng pháp niệm Phật như con thơ gọi mẹ, tịnh niệm liên tục thì nhập tam ma địa, dụng công tu hành vì muốn vượt tử sanh. Nếu đã dụng công mà công chẳng thể thành, nên tự hỏi đã đúng cơ đúng pháp. Tất cả pháp môn đều phải đoạn hai thứ hoặc, kiến hoặc trừ chứng sơ quả vẫn tự sanh. Bảy lần sanh cõi trời, bảy lần vào cõi thế tình, mới có thể phá tan dòng tư hoặc đoạn trừ chứng liền tứ quả. Nếu vì người lại phát khởi đại bi tâm, vào luân hồi hóa độ khắp thế nhân, tâm rộng lớn tự tồn và tự lực, khác với phàm phu mê tâm chưa dứt, bắt chước tiền nhân muốn vào chợ độ người, có biết đâu là bậc đại sĩ pháp thân. Chỉ thấy thân tướng, biết được đâu tâm tướng. Đường tu tập như trèo xào trăm thước, thánh nhân sơ quả 14 lượt khó khăn. Huống chi phàm phu nghiệp lực đa đoan, mà từ chối không nương vào Phật lực. Trở lại chuyện nhỏ như y trang ẩm thực, hàng xuất gia từ tăng lữ đến ni sanh, hàng tại gia cư sĩ giữa thế tình. Ai là kẻ tự sanh và tự sống, nếu không phải là cha mẹ chăm lo dưỡng dục? Khi lớn lên thầy tổ dạy xuất gia, vội vàng lấy câu tự lực độ tha, chẳng lượng sức hóa ra người ngã mạng. Đó là chuyện nhỏ như cơm ăn áo mặc, việc lớn như lập đức đến lập ngôn, sự nghiệp lưu truyền vì nước lập công. Tất cả việc đều cùng chung thiên hạ, không một việc nào chỉ mình ta gây tạo, không một điều gì
chẳng nhờ kẻ lạ hoặc người thân, sao lại muốn tỏ ra phong cách phi thường, lập chí lớn hỏi đức tài có lớn. Nên phải biết thiên thai trí giả chẳng thể suy lường bản địa, nhưng hiện thân chưa đoạn kiến hoặc chứng chân, ngũ phẩm đệ tử là quả vị lúc lâm chung, dù chỗ ngộ của đại sư đồng chư Phật. Bởi quên mình lo hậu sanh chỉ chuộng minh tâm kiến tánh, thường khuyên người chớ bỏ nguyện vãng sanh. Kiến tánh là đại triệt đại ngộ tức tâm minh, là bậc thượng thượng căn khi ngộ là khi chứng. Bằng không như viên trạch vẫn tái sanh khi duyên đến, ngũ tổ giới lại sanh làm quan thứ sự họ Tô. Thảo đường thanh là thân của Lỗ Công, Hải ấn tính là con gái Châu Phòng Ngự, Tần Cối Từng là tăng nhân trong núi Nhàn. Nên biết rằng giáo pháp Như Lai khi thuyết sâu khi thuyết cạn, nhưng không một pháp nào tương tự Tịnh Tông, khiến kẻ còn đầy dẫy hoặc nghiệp trầm luân lại có thể thoát ngoài vòng sanh diệt, đới nghiệp vãng sanh nương vào Phật lực, ngày một tiếng tu chứng được vô sanh, bất thối Bồ Tát Phật đạo viên thành, riêng tự lực há dễ làm nên đại sự, muốn thoát tự sanh phải từ thực chứng, nếu không thường tự quán chiếu bản tâm. Công phu càng cao nhân ngã càng tăng, phàm tình khởi vì nặng mang kiến hoặc, dù đại ngộ đã đồng như chư Phật, kiến tư hoặc chưa trừ thì phải gìn giữ chân tâm, kẻo lúc ngộ lúc mê uổng phí bao công, phàm tình dứt cắt ngang vòng sanh diệt. Ví như người què đi đường xa sức kiệt, nếu được ngồi luân bảo của Thánh Vương, trong chớp mắt qua lại bốn đại châu, bởi nương đức chuyển luân vương mà được đó. Người què ví cho người từng gây nghiệp khổ, thập ác ngũ nghịch tội lỗi nặng nề, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện về, nếu biết chí tâm niệm Phật, Phật liền tiếp dẫn. Phật thương chúng sanh như con thơ lầm lẫn, đứa hiền hòa thì dưỡng dục chỉ đường, đứa can cường phiêu bạc lại càng thương, hằng kêu gọi con ơi mau quay lại. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay có hai cái lá thư rất đặc biệt, chỉ có một tờ hai trang thôi. Giờ thầy Minh đọc hai cái lá thư này xong bắt đầu chúng tôi chuyển qua cái đề tài tương đối hấp dẫn một chút, đó là nói về cái chuyện dịch bệnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 136. Thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây. Những sách của Ngài Vĩnh Minh có sách nào không hợp, ông hãy nên nghiêm túc niệm Phật. Một cuốn sách Tịnh Độ Thập Yếu xem nhiều lần là đủ rồi. Những thứ khác đợi đến khi nào tài trí có thừa, hãy thỉnh về mà đọc cũng chẳng trễ tràn đâu. Niệm vui niệm Phật, chỉ những người thật sự niệm Phật tự biết, nhưng cần phải chí thành khẩn thiết, nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp trước cảnh tướng bên ngoài. Nếu không tâm địa chẳng thông, quán đạo chẳng rành, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng hiểu rõ thì tệ lắm. Hãy nhớ lấy nhé. Nay những người thật sự hoằng dương tịnh độ, thật khó có ai. Nếu đổi ý niệm tham học với khắp các tri thức, thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích lớn lao lắm. Nếu không, sẽ thành ra nhọc nhằn, bôn ba mà thôi. Nên thỉnh giáo nhiều ở chỗ Đế Pháp Sư, tức Ngài Đế Nhàn. Những người khác quan không biết, An Sĩ Toàn Thư đứng đầu các thiện thư xưa nay, hãy nên khắc in phổ biến lưu truyền, nhờ đó vãn hồi thế đạo nhân tâm. May là cư sĩ Vu Tích Âm đã cực lực chuyên lo quảng cáo,
khuyên khắp mọi người in tặng, nhân đó cho làm ra 4 khuôn in, tính in 20-30 vạn bộ, ngõ hầu những chỗ quan trọng thuộc 2041 huyện trong toàn quốc, và những người quan trọng đều được xem đến, về sau sẽ càng lưu thông phổ biến xa rộng hơn nữa. Nhưng thành sự tại trời chẳng cần phải tính trước, chỉ lấy chuyện cứu quốc cứu dân làm trọng, tận lực mà làm đó thôi. Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế ngự tâm, chẳng cho nó đuổi theo bên ngoài, lâu dần sẽ tự có thể thuần nhất. Thành phiến là thuần nhất không tạp. Đại trượng phu nếu như văn chương trùm lấp thiên hà, công nghiệp rền vang vũ trụ, nhưng không thể đoạn hoặc chứng chân, liệu sanh thoát tử là vì chấp vào cái bên ngoài, bỏ phế cái bên trong, chấp vào cái ngọn hữu vi, bỏ sót cái gốc vô vi. Người thế gian ai có thể vẹn toàn mọi điều, chúng ta chỉ giữ lấy chuyện trọn hết luân thường, tận lực tu tịnh nghiệp mà thôi, cần gì phải tính toán chi khác nữa. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 154, thư trả lời cư sĩ Dương Vị Chương. Hôm nay đặt pháp danh dùng một lá thư gửi khắp để khai thị, gửi thư xong đọc lại thư ông, biết ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, ý căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ. Nơi miệng thiệt căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ. Nơi tai nhĩ căn phải nghe cho rõ ràng rành rẽ. Ý thiệt nhĩ ba căn mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tây, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biếng nhác. Đó gọi là nhiếp trọn sáu căn. Nhiếp trọn sáu căn để niệm tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đất nhất tâm, mức sâu là đất tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội, ở đây dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thu nhận trong tâm, chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được, có thể thật sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh, sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp thích hợp, khắp hết thảy căn cơ thượng trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Nên biết nhiếp trọn chú trọng tải nghe, dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng, tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một, so với tu những pháp quán khác là ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý khế cơ nhất. Đã phát tâm niệm Phật, ắt cần phải kiên giết ăn chay, đoạn cả hút sách lẫn uống rượu, thanh tâm quả dục, tấm lòng trong sạch, ít ham muốn, cưới vợ chủ yếu để sanh con.
Người đời thường thường coi chuyện ân ái như chuyện ăn cơm, uống trà thường ngày trong nhà mà mong tưởng sanh được đứa con tốt đẹp sẽ là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm lẫn khiến cho tánh mạng nguy ngập mấy lần. Hãy nên đoạn dục 1-2 năm để sanh được con. Đợi cho thiên quý, kinh nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần chọn ngày tháng tốt đẹp để ăn nằm, ắt nhất định thọ thai. Từ đấy vĩnh viễn đoạn dục, đứa con sanh ra chắc chắn hiền thiện, khỏe mạnh. Lại cần phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng, đều nên dùng điều này để kính khuyên, thì sẽ là Phật tử thật sự vậy. Nếu không, vẫn là kẻ tội nhân nơi danh giáo, huống hồ còn muốn liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, có cô Loan Nguyễn ở Kentucky, Hoa Kỳ có nghe chúng tôi chuẩn bị làm cái phòng vãng sanh, có viết vài dòng cô gửi về, thấy hay quá, quý vị lắng nghe một tí. A Di Đà Phật, kính thầy, con là Phật tử Loan Nguyễn hiện ở Kentucky, Hoa Kỳ. Con có vài dòng cảm nghĩ bằng tất cả tấm lòng tôn kính của con đối với thầy. Con nghĩ chắc có nhiều đêm thầy không ngủ được vì thầy mãi bận tâm lo cho chúng sanh. Nào là những bài thuyết pháp giảng cho chúng sanh hiểu, những bài học của Ấn Tổ, rồi thầy lo xây nhà dưỡng lão, rồi thầy lo xây nhà vãng sanh. Tất cả thầy đều lo lắng cho chúng sanh. Có lúc thầy bị bệnh tổn khí, con có mang chứng bệnh đó nên con hiểu thầy và con rất quý kính thầy. Kính thầy, phòng hậu niệm với những tiếng niệm Phật 24/24, thánh thoát âm thanh vang vọng, với những tấm lòng cao thượng quên ăn, quên ngủ, tiếng niệm Phật chân thành, tha thiết, thấu đến Tây Phương Cực Lạc, có Đức Từ Phụ A-di-đà phóng quang tiếp dẫn, tất cả những hương linh ao ước được về nhà với cha lành A-di-đà. Chỉ có chùa Quan Thế Âm của thầy mới làm được công đức này. Con nói lên đây với tất cả tấm lòng chân thành của chị em con và ước nguyện của chị em con khi lâm chung được nằm trong phòng hậu niệm chùa của thầy để ban trợ niệm cho chị em chúng con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là tâm nguyện duy nhất cuối đời của chị em chúng con. Kính thầy, Nam mô A Di Đà Phật. Sáng hôm nay có Phật tử ở Hà Nội là cô Bích. Cô nói mới hôm qua đã đưa cái tin là cái biến chủng mới chưa có tên gọi luôn. Bây giờ một nửa người ở châu Phi và ở Bỉ cũng như là ở châu Âu, cái biến chủng này nó đã xuất hiện rồi và thuốc không kháng cự được. Kinh khủng, biến chủng rất nhanh, rất nhanh. Thì cái biến chủng này là do cái nghiệp sát, là ăn thịt và giết loài chúng sanh, mấy cái con thú đó nó chết, bắt đầu nó oán hận đến một cái mức độ mà nó phải làm những loại virus này để đi hại lại chúng ta, chính xác, cực kỳ chính xác. Vì có sát nghiệp này mà cho nên cái sát kiếp đó là dịch bệnh, là lũ lụt, là hạn hán, là dịch bệnh nó sanh ra. Phật nói đâu có sai đâu. Hôm nay mình ăn chay, mình phóng sanh, đó là mình đẩy lùi đi cái dịch bệnh, là cái sát kiếp. Công lớn lắm à. Đừng vì một miếng ăn của mình nữa, bỏ đi. Để giúp cho nhân loại người ta bớt khổ đau đi. Mình không ăn là riêng cái cộng nghiệp về sát kiếp không có với mình đó. Hôm bữa đó là mặt trận huyện chung với xã lên trên đó, họ kêu bây giờ là 450 người cách ly. Và chúng tôi có nói với gia đình cô Thiền Hạnh với lại cô Loan, cô Phương, cô Nga đồ đó thì chung với chùa, và chùa mở cái kho gạo ra lấy 4,5 tấn. Mấy cô phát tâm tịnh tài là hồi hôm qua là coi như là mang đi cho họ, họ mừng, họ hoan hỷ vô cùng.
Nhưng mà khi đến cái bếp từ thiện thì thấy bắt đầu họ thiếu. Và cái bếp từ thiện là cái bếp mà nấu cho những người F0 á, bây giờ đầy dãy trong này rồi. Đó là biến chủng còn cũ. Bây giờ biến chủng mới mà nó về một cái nữa là thôi, hết đường chạy luôn. Cho nên thành ra chúng tôi cũng sẽ xuất kho gạo và lấy quỹ, và Phật tử nào sẽ phát tâm, mai thầy Thành sẽ buổi sáng nói với Phật tử này đó, hôm nay là cái duyên để mà mình hỗ trợ 5.000, 10.000, vài trăm ngàn gì đó, vài triệu gì đó để mà mua gạo, mua thức ăn cho cái bếp từ thiện đó. Cho nên Ấn Tổ là dịch bệnh nè, lũ lụt hạn hán là ngày thường đem cái tiền in kinh á, cái quỹ của đại chúng ngày đem xuất ra để lo cho người đó, cứu ngặt cho họ, nên làm cái chuyện này. Quý Phật tử ở Hà Nội thấy không? Cái chuyến đi mình vô đây mình làm được cái điều từ thiện này, thấy quý không? Giá trị và ý nghĩa vô cùng. Khi mình nghĩ đến chùa chiền, mình nghĩ đến cái việc Phật Pháp là tự nhiên nó có từ thiện thế chứ. Nếu mình ở Hà Nội thì cơ hội này không có, mà vô đây tự nhiên nó có. Mà hôm nay nói ra để mọi người tùy hỷ công đức. Đó là cái điều mà hôm nay chúng ta muốn nói đến cái chuyện dịch bệnh này một chút. Những người đó họ vừa là nghèo mà vừa trong một cái khu cách ly, không đi làm được mà sợ bệnh tật đến. Thì chiều hôm qua, lắng nghe chỗ này nè, cái câu chuyện này đặc biệt, mới hồi chiều hôm qua chúng tôi đi vô trong nhà thủy tạ, mở loa lớn luôn, chúng tôi với lại chú Duyên, coi như hai anh em ngồi mở loa lớn ra cho cô Thủy ở bên Áo, cô gọi về cô nói cái gì hôm nay chúng tôi thuật lại cho quý vị nghe nè. Nói về cuộc đời cô này một chút, cô qua bên Áo mới lần đầu cô mở cái nhà hàng mặn, cô làm ăn cứ thất thoát hoài. Cuối cùng cô bán được cái quán mặn này đi thì gần như là một cái sự gia trì của Phật Bồ Tát. Mà cô này mỗi lần làm gì là cô thường niệm Phật, nhất là niệm Bồ Tát để cầu nguyện. Mà cái quán này rất khó bán, sang lại người ta rất khó, mà cuối cùng cô sang được. Rồi cô đem tiền của về, lúc trước cô cúng dường trai tăng, cô phóng sanh, mà có bao nhiêu tiền là cô làm cho hết, rồi cô về bên đó cô làm tiếp. Thì hôm trước đó thì cô về, cô mới nói cái chuyện ăn chay của cô là do cô thấy chúng sanh khi chết tội quá, và cô phát tâm ăn chay đến hôm nay cũng gần 4 năm rồi. Thì cô nhiễm Covid. Khi mà cô bán cái quán đó đi thì cô mở tiệm nail. Thì cái người vô tiệm nail đó là nhiễm cái người thợ của cô, mà người nhiễm rồi đó, người ta đi rồi, bây giờ nhiễm vô người thợ, thì người thợ tiệm nail phải ở tại tiệm của cô. Thì cô qua bên Đức có việc xong cô về lại Áo, cô vô tiệm nail cô nhiễm luôn. Cô bị. Mà khi cổ bị rồi đó thì cổ về lại nhà thì cổ nhiễm cho chồng cổ và nhiễm cho con cổ luôn. Và lúc đó là lúc đầu tiên nóng bỏng, chưa có thuốc, cổ bị nhiễm là nhiễm đầu tiên, cái lúc dịch bệnh mới bắt đầu đó. Thì chưa có cái thuốc chích ngừa gì hết cả, đúng không? Mà đặc biệt, cổ nói rằng là tin lời của tổ của Phật, nhất là của sư phụ Giác Nhàn giảng, đó là người ăn chay khi gặp dịch bệnh. Một là dịch bệnh sẽ tránh xa mình, hai nó nhiễm với mình mà mình bị nhiễm rồi đó, nó vào trong con người mình rồi đó, thì nói với mình chung sống hòa bình. Thì cuối cùng sao? Cuối cùng là khi cô nhiễm cho ông chồng thì ông chồng bắt đầu sốt ho, thì ông chồng đi kiểm tra thì dương tính. Qua hôm sau cô vẫn đi làm bình thường. Thì khi mà dương tính thì nó nhốt ông lại và nó hỏi là ai lây cho ông, thì ông nói là chỉ có vợ thôi. Thì kêu vợ về, là kêu cô Thủy cô về. Thì khi kêu cô về thì cô nói thôi để đến chiều, chứ làm gì mà gấp vậy. Ông chồng nói đáng lẽ phải nhốt bà từ hồi hôm qua, bà dương tính mà bà đi lang thang đâu rồi đó nữa. Thì cuối cùng cái là cô về thì ổng buộc hai mẹ con cũng đi kiểm tra, dương tính luôn. Cô nói virus ở trong này rồi, thôi tôi không có đuổi các vị ra. Tôi an vui với các vị hưởng được cái máu ăn chay của tôi, hưởng được cái máu niệm Phật của tôi. Cô ngồi như cô nói chuyện với nó vậy đó. Đặc biệt không sốt, không ho, không khó chịu. Mà cái cô mà nhiễm cho cổ đó, trời ơi nó khó chịu, nó sốt. Mà cô này có nghĩ chắc em chết, chị ơi em chết. Mà nó vô nhà thương rồi đó, mà khó chịu vô cùng luôn. Và gần như là bác sĩ coi như là thấy hải hùng với cổ. Và cuối cùng thì bác sĩ cũng cho mấy viên thuốc kiểm tra đồ xong, thì cô Thủy cô nói em niệm Phật, niệm Quan Âm đi, bây giờ em không có tin, em không niệm như chị này, chị ăn chay chị niệm, bây giờ chị nhiễm đến hôm nay ngày thứ 5 rồi mà chị đâu có sốt, đâu có ho, đâu có bị cái gì đâu, mà chị là đang dương tính nè, chung sống hòa bình với nó nè. Ngộ, mà khi ông chồng là bây giờ nằm lụi rồi, ông chồng là cứ nhầm quẹp con câu luôn rồi, coi như là sốt ho đủ kiểu luôn, ăn cháo luôn rồi, mà cô ăn cơm như không có chuyện gì, cô giống như con người không có chuyện gì mà đang dương tính. Cô nói ngộ thiệt,
công nhận ăn chay hay thiệt, niệm Phật hay thiệt. Thì Giác Nhàn nói, do mình tâm mình thanh tịnh, máu mình sạch, tâm mình thiện, thì con virus vô nó cảm được với cái tâm thiện mình thì nó cũng không quấy phá mình. Hiểu chỗ này không? Khi mình mang một cái thai, nếu tâm mình là bất an, tâm mình là giận dữ, tâm mình là buồn phiền, tâm mình là ác độc, thì ảnh hưởng người con trong đó, và người con sẽ dễ dùng đạp và làm cho mình mất ăn mất ngủ. Tâm đồng tâm tương ứng với nhau, tâm đồng cảm với nhau. Tâm con corona dương tính này đang ở trong người cô Thủy, mà cô Thủy này cổ đang an vui, máu cổ tinh sạch, tâm cổ hiền thiện, cho nên con Covid này nó cũng hiền thiện theo, ngoan thế. Hiểu chỗ này không? Như vậy tâm của mình khi có một cái từ trường bình an thanh tịnh thì cả cảnh vật xung quanh mình cũng thanh tịnh. Cho bữa chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không mới nói, kêu mình đừng ghét dơ con virus này, đừng kháng cự nó, đừng tiêu diệt nó, phải an ủi nó, phải thương nó và sống chung sống hòa bình với nó đi. Nó không hại mình đâu. Bất cứ một chúng sanh nào khi mình kháng cự nó, mình muốn hại nó thì nó sẽ hại lại mình. Bữa Hòa Thượng nói như vậy. Thì hôm qua chúng tôi nói như vậy, cô nói đúng. Ông chồng cô cũng ghét cái con corona này lắm, ông ghét con virus lắm, cho nên nó hành động là đúng rồi. Còn con ăn chay, cô nói cái người ăn chay là con Covid nó sợ lắm. Ấn Tổ nói là cái người nhiễm dịch bệnh mà cả làng đó nhiễm, mà người ăn chay là không bị nhiễm phải, mà dẫu cho nhiễm đi nữa không bị tác hại, không bị nó hoành hành gì hết. Cô nói nghe lạ. Trời, mở ra chú Duyên ông ngồi ông nghe ông cứ cười không cứ lạ thiệt. Vậy hôm nay mình có sợ dịch bệnh không? Dĩ nhiên là mình phải chấp hành 5K đúng không? Đeo khẩu trang, sát khuẩn vân vân, mình làm theo đúng quy định. Nhưng mà tâm mình bình khí, hòa, an vui thì tất cả chúng sanh giận dữ như con Covid bây giờ là khét tiếng, thế giới phải sợ nó, nhưng mà vô trong người mình nó vẫn chung sống hòa bình. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Cái chỗ này là mà cái câu chuyện này là tới nó thực 100%. Mới hôm qua ngồi nói chuyện luôn. Nhưng nhàng nói, cái việc này hôm nay nghe con nói rồi, ngày mai thầy sẽ nói cho đại chúng nghe. Nhưng mà sở dĩ làm sao có được như vậy? Cô nói cái máy niệm Phật của thầy là thức ăn của cái tâm con, không cái nào rời. Coi như là nghe suốt luôn. Mà cổ ăn chay trường đến hôm nay rồi, 4-5 năm rồi, cho nên thành ra là cái tâm của nó hiền thiện, cho nên cảm được con virus này. Hôm bữa chúng tôi kể câu chuyện mà hai ông đi chung một chiếc xe, cái ông lơ á, ông tài xế phụ á, ông tài xế mà ông lái phụ mà ông bị nhiễm, mà cái ông tài xế chính ngồi bên cạnh không bị, cái này là đặc biệt rồi. Không nhiễm là không bị ảnh hưởng là không nói, còn cái này nó bệnh dương tính rồi. Và chúng tôi hỏi vậy rồi, thì trong suốt cái ngày 14 ngày con cách ly ở nhà, con có đi chích thuốc uống gì không? Uống gì? Chả uống gì, chỉ ăn cơm chay, niệm Phật bình thường. 14 ngày sau ra kiểm tra, âm tính bình thường, đi làm tiếp. Tin nổi không? Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói là cái người ăn chay ít bị nhiễm phải, niệm Phật không bị nhiễm phải. Mà dẫu cho nhiễm phải đi nữa là nó không tác hại mình. Một số những người, người ta bệnh rồi người ta hết có chứ. Một số những người, người ta bệnh người ta chết có chứ. Hoặc bệnh kéo dài có chứ. Đều do mình hết. Đều do tâm mình hết. Đó là cái việc hôm nay muốn nói đến cái việc mà Covid nó như vậy. Thì trong này Tổ sư Ấn Quang có khai thị nói về khi mà dịch bệnh mình phải làm gì. Tổ Ấn Quang nói, thì mình đọc cái chỗ này cho lắng nghe kỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về dịch bệnh lưu hành cần phải làm gì. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Số 2. Nay hiện đang là tình thế hoạn nạn, thiên tai nhân hòa thường xuyên giáng xuống, bất luận gặp phải những tai ương hoạn nạn như nước, lửa, đao binh, đói kém, ôn dịch,
sâu rầy, châu chấu, hạn hán, lục lội, oán gia đối đầu vân vân. Chỉ chịu chí thành khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, lá thư số 106, thư gửi y sĩ Mã Tinh Tiều. Số 3, năm trước các xứ bị dịch tả thật dữ dội, tại vùng phụ cận của Trấn Tự Tiền, thuộc huyện Trần Thành, tỉnh Thiểm Tây, cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà, ông ta dạy mọi người đều niệm Quán Âm, nên chỉ có 2 kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Số 4, nói đến tật dịch, hãy bảo mọi người đều cùng ở trong nhà của chính mình, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, sáng tối đến Phật đường lễ bái bao nhiêu đó lạy và niệm bao nhiêu đó câu. Ngoài ra bất luận đi đứng nằm ngồi và làm hết thảy chuyện, trừ lúc viết văn tính sổ phải dụng tâm ra, khi làm hết thảy mọi chuyện khác đều nên niệm. Số 5, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có thể được Ngài che chở khỏi bị lây bệnh dịch ác nghiệt ấy. Nếu vậy, hết thảy mọi người trong một ngày hễ thuận tiện bèn niệm thì tiếng niệm Quán Âm sẽ vang khắp ruộng đất đường xá. Số 6, đang trong cõi đời cực khổ cực ác này, chỉ A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát là đáng nương tựa được, dạy cho khắp hết thảy già trẻ trai gái hằng ngày thường niệm Quán Thế Âm trong nhà, bảo đảm chẳng gặp tai họa, được nhiều điều tốt lành. Chỉ nên đến niệm trong điện thờ Quán Âm vào buổi sáng và buổi tối. Ngoài ra, tùy mỗi người đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm sao cho thuận tiện. Đây quả thật là phương cách thuận tiện nhất. Số 7, nay nhận được thư ông đề ngày 21 tháng 5, cho biết bệnh mắt vẫn chưa lành, nhưng khí trời nóng bức không chỗ nào tránh né được, lại còn bị dịch thời khí. Đấy là do ác nghiệp đồng phận của chúng sanh chiêu cảm. Xin hãy bảo khắp người làng cùng kiên sát sanh niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tật dịch tiêu diệt. Nếu có thể khẩn thiết chí thành, chắc chắn có hiệu nghiệm lớn lao. Số 8, ngay như bệnh mắt của ông cũng sẽ do tuyên nói rộng rãi lời này mà được lành bệnh. Biển khổ rộng mênh mông, Quán Âm là bậc cứu độ. Nếu ai nấy chí thành trì tụng mà bị chết vì tật dịch thì trời đất cũng sẽ đổi ngôi, mặt trời mặt trăng cũng sẽ xoay ngược. Nếu hời hợt hờ hững niệm thầm một hai câu mà muốn được hiệu quả khởi tử hồi sanh ngay, tuy Bồ Tát Đại Từ cũng chẳng làm sao được. Chẳng phải là Ngài không chịu cứu tế, nhưng vì tâm kẻ ấy chẳng chân thật thiết tha, quyết khó thể cảm thông được. Mong hãy nói cặn kẽ những điều này với người làng thì may mắn lắm thay. Số 9, hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đao binh nước lửa, ôn dịch sâu rầy, hạn hán, lục lội thổ phỉ, cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ vân vân. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, dẫu là do định nghiệp tạo thành cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Vương Biệt Quang là người xứ Cửu Giang, vào một hôm nọ ông đến thăm nhà bà con, thấy trong nhà đang in kinh Phổ Môn rất nhiều, nên Biệt Quang xin vài quyển mang về nhà để trông khánh và thường đốt hương đèn cúng dường kinh. Bấy giờ trong vùng ấy có chứng ôn dịch lưu hành, dân trong làng bị bệnh chết hơn phân nửa.
những nhà hàng xóm đều bị nhiễm bệnh, nhưng gia đình của Vương Biệt Quang không một người bị bệnh. Đêm nọ, Biệt Quang nằm mộng thấy Quán Âm đại sĩ đến bảo: "Ta rất thương xót dân chúng địa phương này, bị tai nạn ôn dịch nên ngươi mau đem kinh này phát mỗi nhà một quyển và khuyên họ trì tụng thì bệnh ắt khỏi." Giật mình thức giấc, Vương Biệt Quang vội đến nhà bà con xin thêm nhiều quyển kinh, sau đó đem về phát cho mỗi nhà một quyển như lời Bồ Tát đã dạy. Nhà có người bị bệnh dịch, khi nhận được quyển kinh và trì tụng thì đều khỏi bệnh. Vì thế dân chúng phát tâm tín kính, đều thỉnh kinh về tụng. Từ đó cả làng vui sống an ổn, không bị nạn ôn dịch nữa. Trích Quán Âm Kinh Linh Nghiệm Lục. Huống chi thịt có chất độc, do lúc chúng bị giết hại, tâm oán hận cố kết lại. Vì thế những khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm. Hơn nữa thịt là thứ uế trược, ăn vào khí huyết dơ, tinh thần tâm tối, phát triển nhanh nhưng chóng suy, là đầu mối dễ nảy sinh bệnh tật nhất. Đồ chay là phẩm vật tinh khiết, ăn vào khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, khỏe mạnh lâu dài, lâu già, do có nhiều khả năng bồi bổ. Đây tuy là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, chứ thật ra chính là lời luận cùng tột tánh, do tập tục quen thói đến nỗi mê muội chất chứa, không thể phản tỉnh được. Phải biết nhân từ đối với dân thì phải thương yêu loài vật, tàn nhẫn đối với loài vật quyết khó thể nhân từ đối với dân, do tập tánh khiến ra như thế. Vì vậy khi vua thánh cai trị cõi đời, chim thú cá rùa đều sống yên vui. Thánh vương dùng đạo sáng để dạy dân, chất keo dính để bẫy chim, gậy gộc, đạn cung đều bỏ hết. Thử nghĩ xem từ xưa đến nay, phàm những kẻ tàn nhẫn tham tàn, dòng dõi đa phần tuyệt diệt. Người nhân từ cứu giúp con cháu ất thịnh vượng, kẻ cầm đầu làm ác, Khổng Tử phán đoán kẻ ấy vô hậu. Kẻ mặc tình ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông, xa lánh chuyện bếp núc, đấy chính là lời nói quyền biến thuận theo thế tục. Hãy nên vĩnh viễn dứt những thứ hôi tanh, thì mới là thật nghĩa xứng lý. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Giản Nhàn trích hết những cái đoạn mà nói về dịch bệnh trong văn sao hồi nãy giờ quý vị nghe đúng không? Tụ chung lại cũng niệm Quan Âm, niệm Phật trì đại bi đúng không? Và đặc biệt có cái câu chuyện của cái ông này, ổng thỉnh kinh Phổ Môn về tụng á, thì cả làng chết phân nửa, ổng tụng nhà ổng không bị gì, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện nói nên phát kinh Phổ Môn cho mỗi người tụng. Từ cái câu chuyện này với lại hôm bữa chúng tôi có nghe Hòa Thượng Trí Tịnh, cho nên thành ra vừa rồi có in ra 2.000 cuốn kinh, trong đó có Phổ Môn, Di Đà, Ngũ Bích Danh đúng không? Hôm nay ở trong này người nào chưa có chúng tôi tặng, mang về cho gia đình mình tụng nữa. Thì dịch bệnh không tới. Đây là câu chuyện rõ ràng đây. Dịch bệnh không vô trong nhà của ông này. Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong giấc mộng, nói ông phải đi phát cho nhiều nhà. Thì hôm nay chúng tôi in 2.000 cuốn rồi. Cái đĩa này bây giờ ra khắp thế giới, ai á mà mình đi nước ngoài á, thì mình có thể lên trên mạng mình đánh kinh Phổ Môn Hòa Thượng Trí Tịnh bằng nghĩa đó, kéo xuống. Còn cuốn kinh chúng tôi in thì rất là đẹp, và có lò xo lật ra rất dễ. Bây giờ mình đi phát, quý vị mà đem cho người ta cuốn kinh để người ta tụng, công đức rất thù thắng. Bởi vì gia đình người ta không dịch bệnh mà được Bồ Tát gia hộ nữa. Thấy kinh Phổ Môn linh thiêng màu nhiệm không? Cho nên trên chùa mình cũng chuyển qua tụng Phổ Môn buổi sáng, khu chuyên tu chúng tôi cũng vậy, và khắp nơi trên thế giới câu chuyện này rõ ràng mới nghe đúng không? Nên lưu truyền Phổ Môn để tụng Bồ Tát Quán Âm coi như là gia trì bất khả tư nghì. Có ông Phúc Tài, hai vợ chồng ông lên đây một tí. Hai vợ chồng ông này là coi như là Bồ Tát Quan Âm gia hộ, lên bệnh viện Hoàng Mỹ mổ mắt mà tưởng là mắt ổng đuôi rồi, mà hai ông bà tha thiết niệm Quan Âm, hôm bữa định cho Phật Pháp nhiệm màu, mà bây giờ không có thời gian, hai người đứng hai bên nè. Hôm trước ông kể cho Giác Nhàn nghe trên chùa, con mắt của ông coi như là bác sĩ nói là bỏ rồi đó, hư rồi đó. Bà bên ngoài bà lấy cái máy á, cái máy niệm của chúng tôi á, cứ Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát một câu bà niệm, một câu mà bà tha thiết bà niệm, cuối cùng mổ con mắt ông cụ ra, giờ không bị gì luôn, coi như mắt ổn.
Ông nói là nó màu nhiệm, mà nó nhiều cái chuyện màu nhiệm, mà ông cụ này ông nghiện cái pháp của giác nhàn, ông mở suốt đêm ông nghe. Hồi trước là chưa cho cái máy, ông mở bằng điện thoại ông nghe. Mà ông tin Bồ Tát Quan Âm, hai ông bà mà từ ngoài đó vô đây á, từ ngoài Bắc, ở đâu? Ở Nam Định mà vào trong này mà coi như đi chơi mà ở một năm luôn. Đi vô tham quan chơi thôi nha, mà thích quá ở một năm luôn. Mới về sắp xếp bên đó xong xuôi hết rồi, chuẩn bị chúng tôi chừng làm già dưỡng lão xong là hai ông bà xuống đây. Thuê nhà thôi, giờ khỏi mua gì nữa cả, hai ông bà xuống đây. Mà con mắt của ông là coi như bỏ rồi đó, coi như bỏ rồi đó. Thế mà bà với ông, nó nổi mà vô phòng mổ mà ông cứ Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Ông bác sĩ ông nói, ông niệm nhỏ nhỏ chứ ông làm gì ông niệm lớn vậy? Ông cứ niệm lớn. Ông bác sĩ ông kêu, ông làm gì ông niệm lớn vậy? Ông không ngại mà. Còn mình đôi khi niệm Phật mình ngại, mình sợ người ta cười, phải không? Chưa có quen với hai mình mắc cỡ, mặc cảm. Còn ông là Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Ông niệm. Ông bác sĩ ông đó, ông làm gì ông niệm lớn vậy? Ông niệm nhỏ nhỏ, ông quen rồi, niệm lớn luôn. Rồi xong mổ không bị gì luôn. Bồ Tát là trừ nhãn thống mà. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô trừ nhãn thống. Thống là bệnh đó, trừ mắt bệnh, rồi mũi bệnh, tai bệnh, rồi khí là hơi thở, ngăn tổn khí, trừ tất cả các bệnh. Trời ơi, ông bây giờ ông khoái muốn nói lắm. Bữa ông nói giấc nhàng một giây luôn, nói dữ lắm, nhưng bây giờ hết giờ rồi. Còn có 6 phút nữa thôi, được rồi, xuống. Cho đứng lên đây là được rồi. Cho nên cái chuyện này không phải là mê tín dị đoan đâu. Có cảm thức, có ứng đó, có ngầm ứng, hiện ứng đó. Bồ Tát Quan Âm không xuất hiện, nhưng mà ngầm ứng gia hộ con mắt của ông á. Bác sĩ mà mổ sẽ là chuyện phụ thôi. Nhưng mà hôm nay cái đĩa mà không ăn chiều á, chỉ uống bột hoặc có người không uống á. Chú Nhuận Tấn là quay phim là chú Duyên mình đây nè. Ổng là coi như đường ổng thấp nhất. Buộc là ổng phải chiều, có miếng đường, miếng bột trong thôi, ổng yếu. Vậy mà nhờ cái phước không ăn chiều, bữa nay chiều không uống bột luôn, sáng không uống mà ổng vẫn khỏe. Ổng là ốm yếu nhất chùa, nhưng mà là giờ ổng vẫn khỏe. Có hai đứa nhỏ lên đây chút coi. Hai chú Đức Minh, Đức An nè. Hai đứa nhỏ này đặc biệt luôn. Coi như là không ăn chiều. Đức An này còn giữ không ăn chiều không? Nên Đức Minh nó giữ không? Đó, số 1 cho anh chàng phải tay kìa. Hôm bữa anh Đức Minh này, anh còn ăn chiều. Ngang, má anh không cho anh ăn là anh đói ngồi anh khóc. Sau cái đĩa mà Đức An không ăn chiều, anh về anh kêu con phải theo Đức An luôn. Anh bắt trước. Coi như là hôm bữa cái đĩa mà Đức An mà không ăn chiều là khắp thế giới. Có nhiều nhiều thầy ở trên đó kêu trời, Đức An mới có, nay mấy tuổi rồi? Mới có 9-10 tuổi mà không ăn chiều. Còn mình đây mà mình có ăn chiều kỳ quá cho nên biểu pháp. Bữa nay hai chú tiểu coi như 9-10 tuổi là bắt chước không ăn chiều. Mà anh này anh mập quá trời rồi, nhiêu đây mà 42 kg. Mà bữa nay xuống ký rồi, không ăn chiều xuống ký rồi. Rồi hôm bữa nói ổng á là bây giờ ổng cạo bớt tóc đi. Nó kêu phải cạo phải 2 phân chứ cạo chọc quá còn đi học không được. Thế cái ông đi học cạo chọc có sao đâu. Bữa nay cạo rồi, nay cạo còn 1 phân à. Những đứa nhỏ như vậy nè, vậy chớ mà một thời gian sau chiều không ăn á ngăn, cái đầu nó rất sáng, cái đầu nó rất tỉnh, nó học không đứa nào học lại đâu. Bụng rỗng tâm sáng mà, ngày Hứa Văn ngày nói mà. Đó. Mà nói về cái pháp không ăn chiều á, là thực sự nói là thầy lâu là thầy biểu pháp. Có nhiều lúc mà giác nhàn coi như là thấy thầy ốm mà gần như là ép thầy mà ông chạy đồ này, ông chạy đồ kia, ông không ăn là không ăn. Rồi cuối cùng mình ngộ ra là bắt đầu mình kéo cả đại chúng luôn, chính ra thầy là biểu pháp. À, các cụ ha. Cái bụng mình nó yếu yếu mà nó xót xót á ngang. Thực sự cái đó nó chưa quen cái cảm giác thôi. Uống miếng nước ấm vô hít thở cái nó hết. Để cái bụng nó im như vậy mình ngủ đêm đến sáng rất khỏe. Mà lúc trước thường chúng tôi dùng nhẹ đó, thì thể nào cách nào cũng phải đi tiểu 1 lần hoặc 2 lần. Thường cái gì đi vệ sinh đi toilet rồi thì thường bắt đầu 5-70 tuổi, 5-60 tuổi, bắt đầu tuổi 50 lên rồi là bắt đầu ru lại giấc ngủ nó khó. Mất giấc ngủ, giấc ngủ vô không được nữa, cho nên mình ra mất sức. Còn không ăn chiều hoặc uống nước ít lại hoặc uống bột hoặc giả các khi nào mình ngưng được á, thì không bao giờ đi toilet ban đêm, ngủ một giấc đến sáng luôn thì sức khỏe nó có ngay. Tuy rằng ngủ ít mà vẫn tỉnh. Thường bắt đầu chúng tôi hơn 2 tháng nay rồi đó, cái giờ bình minh là khoảng 2 giờ hoặc 2 giờ kém. Tự nhiên tỉnh nằm niệm Phật, thích gì mà thích, thích quá chừng luôn. Vậy mà uống miếng bột nhiều nhiều hoặc là ăn cái gì sơ sơ vô một cái là ngủ mê đến 3 giờ mấy dậy, mà dậy còn lừ đừ là phải đi tiểu nữa. Cho nên thành ra cái buổi tối là phải để cho nó nghỉ ngơi toàn bộ cơ thể của mình, từ cái bao tử của mình cho đến đường ruột của mình, tất tần tật phải để nghỉ ngơi.
những đứa trẻ này mà nhịn ăn được buổi chiều rồi, nó học rất giỏi. Con của cô Vân Hải ở Hà Nội á, mắc cười anh nhỏ này, cũng lớn hơn 13, 14 tuổi vậy đó. Anh thấy hôm bữa chắc Nhàn đưa cái lon bột vô, nói má con nghe thầy Nhàn giảng không ăn chiều hay quá, mày gọi thầy Nhàn lấy cái lon bột của thầy Nhàn á, để cho con mới uống, chứ còn lon bột khác không ngon bằng lon bột thầy Nhàn đâu. Con chấp nhận nhịn chiều mày phải uống lon bột của thầy Nhàn á. Cái bà ra chợ mà mua một bớ lon bột về, hai ba lon về mà mới kiểu đó bột cái thầy Nhàn, mà nói láo với mà đó bột thầy Nhàn nó uống đi. Khi anh lấy pha ra kiểu công nhận bột thầy Nhàn ngon thiệt. Bây giờ phải lừa vậy chứ đâu có xin thầy Nhàn được đâu. Rồi cuối cùng gì mà kiểu đó bột thầy Nhàn mới gửi ra đó. Thì cuối cùng cái anh lấy anh kêu uống ngon thiệt, nhưng mà anh kêu từ từ phải dứt bột tôi mới được. Anh kiểu đói quá chịu nổi. Cái pháp này nếu mà mình hành được, mình cho những người khác họ hành theo, cho họ một cái phúc báu, cho họ một cái tuổi thọ, mình cho họ một cái gọi rằng là cái không bệnh tật, đặc biệt lắm á. Đó. Đó. Rồi thôi cảm ơn hai biểu pháp, hai chú nha. Lớn lên đi tu đi, ở nhà khổ lắm, có vợ khổ chết luôn á. Nha, mai xuống đi. Một cái đĩa này thực sự sẽ có tác dụng rất lớn đến toàn thế giới. Cho nên hôm nay mua cái máy này mà đến 120 mấy triệu, 4K đang quay đây nè. Bây giờ thường là họ gọi rằng là 1080 HD thôi, nhưng mà lên 4K mà cái máy này là phải nói là đài truyền hình, cái công của cô Bích. VTV1 chào buổi sáng, cũng mang từ về đó vô với em của cổ nữa và với lại là mấy anh vô kỹ thuật anh làm, cho nên hôm nay cái đĩa của mình nhìn vô là thôi chứ người xấu mình cũng thành đẹp. Nông nanh ấy. Long lanh nó đẹp. Cho nên chúng tôi là thích điện ảnh và có thể đầu tư vô trong này, mua một cái máy dựng phim 100 mấy chục triệu, mà khiến sao tự nhiên cô đó cô cúng dường. Cho nên hôm nay máy móc dựng là coi như là bài bản chuyên nghiệp, giống như là Bribanai luôn. Để cho mọi người họ xem âm thanh rõ mồn một, giống như quý vị đang ngồi nghe như vậy, mà hay hơn nữa hình ảnh mọi thứ để cúng dường cho mọi người. Cho nên thành ra mình truyền tải cái Phật Pháp, những cái lời văn sao như thầy Minh mà đọc đó, người ta nghe người ta thích lắm. Nhất là trong đêm khuya, người ta ở bên nước ngoài nhớ về quê hương á nha. Mà họ nghe những cái đoạn này là thôi tuyệt. Đúng không? Đó, nãy giờ quý vị ngồi thấy thoải mái không? 2 tiếng đồng hồ ngồi coi như là rất an vui. Cái từ trường của nó là một loại từ trường coi như là Phật Pháp thanh tịnh mà. Không? Chứ nãy giờ mà ngồi cãi lộn thì ngồi nổi được 2 tiếng đâu. Từ trường nó khác ngay, đúng không? Đấy. Cho nên thành ra là trên chùa mình mấy hôm nay người ta thèm khát mà tha thiết để về ngày chủ nhật mà đâu có được đâu. Họ nói là phải nói là tha thiết muốn về luôn mà đóng cửa đâu có được đâu. Chỉ nghe lại băng đĩa chứ đâu có cái không khí mà ngồi được như vậy đâu. Thôi hôm nay cái duyên được như vậy, bây giờ ăn được món ăn tinh thần Phật Pháp rồi, phóng sanh xong được ăn món ăn vật chất nữa ha, cơm chay nữa ha. Có cái việc này khoe chút xíu. Hôm bữa có một cái cô Phật tử đó, cổ nghe pháp xong rồi cổ thích quá, xong rồi cổ lấy vàng 24 carat 3-4 số 9 á, cổ làm thành cái hoa sen bằng vàng, rồi cổ đặt vào trong cái khung gỗ, cổ làm đẹp, mà cái hộp đỏ bên ngoài đẹp lắm, cái hộp đỏ để dưới kia rồi, cổ mang lên cổ trân trọng, cổ cúng dường, mở ra thấy cái hoa sen bằng vàng, giật mình, đẹp lắm, cái nói trong bụng kêu thôi bán ra xây nhà dưỡng lão. Nhưng mà quý quá, quý là cái tâm cổ làm cho nên thôi để kỷ niệm chứ không lấy bán. Mà cái bông sen bằng vàng mà vàng thiệt 24 carat á, ghi trong này 24 carat nè, mà có không biết cái nghệ nhân nào nó làm đẹp quá chừng luôn. Họ kêu họ quý cái bông sen là do họ nghe được cái đĩa giảng về Vu Lan đó, nói về ý nghĩa hoa sen á, cho nên cổ lấy vàng á, cổ đưa cho người ta làm thành một cái bông sen có cái lá luôn, thấy không? À, quý vị ngồi xa không thấy, cho mà vô phim này nó rõ, mà nó làm cái khung gỗ bên ngoài nó đẹp. Cô kêu con không có cúng dường cho thầy cái gì, và cúng dường tiền thầy xài cũng hết, thầy cúng dường vàng này thầy xài nó không có hết, con có xài đâu, đâu có lấy bằng để bán đâu, thôi để trong phòng á. Mà cái tâm của cổ nó cung kính, mà thực ra con này không có giàu, con không có giàu, còn mình giàu lấy vàng cất hết trơn à, không làm từ thiện cũng không biết làm gì hết trơn, đúng không? Thành nghèo mất trơn, thành nghèo mất rồi. Có cái này khoe nhưng mà mang cất kỹ chứ sợ cậy cửa nữa. Rồi, thôi giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ
từ và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo thiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát ba ha tát. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2021. Tại viện chân tu lập đàn phóng sanh, quý Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm bỏ tịnh tại ra phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Và tất cả các loài chúng sanh hôm nay mang về đây được quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vạn đức hồng danh nam mô với đạo Phật và được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thấy là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Ăn lễ chiều hôm nay con cá con chim con lươn này bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng đau đớn bần hoại sợ hãi răng ra, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe sống lâu cách bệnh hoạn. Này tất cả chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân làm súc sanh là nhiều đời nhiều kiếp, quý vị đã tạo nhiều nghiệp xấu ác, nhất là nghiệp si mê, không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà. Vì vậy quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết dựa trên giao thớt, cho nên trong kinh Phạm Võng dạy rằng người chết làm dê, dê chết làm người chết làm cá chết làm người. Sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp cho đến ngày hôm nay, may thay hôm nay các vị gặp được các bậc thượng thiện nhân bỏ tịnh tài ra mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lòng cá chậu. Giờ đây quý vị hãy giữ tâm mình cho thanh tịnh, phát Bồ Đề tâm quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ tử thị giả bác công đức thị tài thiên chân thiên tử chúng sanh nghiệp cấu trần biển nhập thị lô hoa tạng giới thái trung vô sớ bất siêu luân thị bất tại thị diệu cực pháp thân trần bất diệm trần vạn tắc tự kỷ quyên trừ nội ngoại đẳng được đàn tràng sai khô mộng như tác dương xuân khế khé băng như thành tịnh đồ giờ ngày nào nội ngoại trung gian vô trừ quế thánh phạm vô hiện phẩm thanh lương bồ tát liễu độ cam lộ thủy năng linh nhất đất biến thập phương tinh chuyên con ế tận nguyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà lạ ni. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ tâm xuống sanh hướng tâm về tam bảo mà được trở lại làm người. Tịnh xưa công nguyện thiên ai chuyên niệm Phật Di Đà, cầu vãng sanh tịnh độ và chứng được ngôi phó thoái để độ từng chúng sanh. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh này có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu chi. Sống đồ đời chết thường đau khổ, lòng về sừng có đường đừng đâu, dù là về chú lòng sâu, lưỡi về tên bắn bóng có tham mùi, tác cầm bóng cùng với phong đồng, đứng đó dù kia không ai thương, hồn còn vàng vẫn nấu ra sông nồi. Bây sao nhờ các vị thiền nhân cứu cho người được thoát thân, đến đây lại được nhờ ơn phép mô, vì người kịp hồi đồng quy phật, trong chung lòng quy pháp quy tăng. Đây các loài chúng sanh kia, các người xưa đã tạo qua bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si, tự thân miệng ý mà sinh ra. Hôm nay phát tâm xin sám hối, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy phật lộ tu chung tông. Hôm nay các vị quy phật đi dục chung tông, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng chúng chung tông, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy phật không đọa địa ngục, này các loài chúng sanh, không đọa ngạ quỷ, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng không đọa bằng sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tát Như Lai, Nam mô Diệu Giác Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bá Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Uy Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai, quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, cùng nay xin phát nguyện vãng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đệ tử Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Ta Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Ta Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng vương giải hồi hướng phụ nguyện vãng giới chư chúng sanh tôn vọng vô lượng quang Phật sanh. Nguyện đấng trí huệ chứng minh đều ông phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ a đế thế thượng hạnh bồ tát đạo ông nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng a cửu phẩm liên hoa phi phù mẫu hoa khai kiên phương ngộ vô sanh năng. Nguyện dị từ công đức a phổ cầm mưa chứng thiên lớn a đằng giữa chúng sanh a giai công thành Phật a đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thượng Chuyển Phong Điều Vụ Thuận Quốc Thời Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương cõi nước Phật A Di Đà trên đền Bổn Ăn Năn dưới cứu khổ ba đường. Những người thấy nghe được đều phát tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho các chúng sanh đang bị dịch bệnh Corona trên toàn thế giới và cầu an cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã bị chết vì dịch bệnh Corona trên toàn thế giới, cùng cầu siêu cụ ông Trần Khư Pháp Danh Thiện Chánh, cụ Ba Nguyên Thị Ngày Pháp Danh Sa Di Ni Liên Phương Nguyên Thị Nguyện Pháp Danh Bình An, cặp kỳ siêu đặng đặng chư vị hương linh cư quyền pháp cầu thập nhị lỗi cô hôn ngạ quỳ hạ xã hữu vị vô danh hữu danh vô vị và chư vị hương linh tha nhi cùng chư vị hương linh coi duyên với tất cả chúng con và các vị quán gia trai chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc xúi người sát hại. Hôm nay chúng con đem tất cả công đức này hồi hướng cho quý vị sớm vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ân sư dương dục phụ mẫu sanh tăng đàn na tinh thi tăng ních phước điện âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình động sanh cực lạc. Đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy y Pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy y Tăng xin nguyện chúng sanh thống ly đại chúng tất cả không ngày. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.